Ok các bạn, mình đã quay trở lại để mình chơi tiếp. Nên một lần nữa cảm ơn các bạn thành viên đã support nội dung mình để mình tiếp tục làm được những cái nội dung này trên channel mình. Nên bây giờ mình phải đi Ragun. Nên mình tạm thời mình bỏ cái thằng clan này này. Ok mình tạm thời bỏ thằng clan này này. Nên mình sẽ cho cái nhân vật mới vào để mình thử ấy. Lút đồ thằng này lắm. Mình chơi con kit phần teleporter này. Bây giờ là mình nên đi mình luyện thêm mấy kiếm mới nhỉ. Copper Helmet, Nipak, Silver Looper. Located. Xiang Zen Meteor Shower. Thực ra mình nên muốn cho cái ông này ông cầm mấy cái đồ Xiang Zen đấy. Bác này bác cầm gì? Nên là ông này sẽ thiên về đánh ánh sáng đấy. Như thằng này của mình. Nó có cái photo beam này. Mình tưởng là mình có cái phép gì nhỉ? Recover all này. Không, con này cầm cái khác. Con này đi em. Còn cái phép này để cho anh mẹ. Meteor Shower này. Còn cái này nó sắp nhầm hết rồi, mình không muốn. Bởi vì cái ông kia là ông đánh cái ánh sáng mà. Nên là cái Magnify này thực ra con này không cần cầm. Nên là auto sắp xếp chỉ là thế thôi. Cái này nó cầm hết mình kìa, ông này cầm cái Magnify này mà. Cái này nó vẫn trừ 1 á. Bạn này bạn cầm thêm cho em cái photo beam. Tạm thời là như thế. Nên là ông này B cầm luôn iron rồi này. Mẹ đồ vũ khí là sắt này. Thế là mấy cái nhân vật sau đó chúng ta gần như không phải trang bị cái vũ khí nữa. Thế là mình sẽ đi ra cái chỗ Water Dragon này đây. Chúng ta hỏi về vấn đề. What's up? Dragon God. Rồi, hình như là bọn em đang khai quật rồi. Mình chả biết là phải trèo đâu. Nên là nhìn cái này nó remaster study rip. Cái này nó lại cái xương của con kia. Nên là nó có rất là nhiều cái mảnh xương. Nên là cái bản remaster này nó làm lại nó như kiểu là nó đống kiểu như đống cục bóng bừa bộn ấy. Nên là mình không nhớ là hồi xưa là nó nhìn trông nó làm một cái đống như ở tranh này. Nhưng mà nhìn nó khác. Iron này, bây giờ rất là nhiều iron luôn. Bây giờ mà đi đúc vũ khí lại thì ngon. Chứ mình phải đi tìm mấy cái lò rèn này mình đúc lại vũ khí ấy.
Yeah, được cái hay là hình như cái lò rèn ở mấy cái trò kiểu là Smith ở mấy cái trò này là nó tương tự giống nhau ra. Bởi vì chức năng là nó chỉ đúc cái vũ khí cho mình ấy. Chừng nào mình đủ đồ thì chỗ nào nó cũng đúc được ấy. Nên nó không kiểu theo level từng vùng như là mấy cái trò khác. Như tự nhiên vùng này trông rất là phò phò nhưng mà bán vũ khí rất là khủng ấy. Khủng hơn rất là nhiều so với mấy cái vùng khác. Thì cái trò này không thể như vậy ấy. Ê, chỗ này nó bị khai quật rồi. Rồi giờ xem. Để có mấy con tiên. What's up, fairy bitch? Rosetta. Có vẻ là cả các cậu đến để tìm anh ngày rồng của đúng không? Nếu anh thế thì xin hãy quay trở lại bây giờ. Thì vì cái khí hậu nó bất thường như này nên là cái hồ nước đã hoàn toàn bị khô à. Cái đảo này thường được gọi là đảo của mùa xuân à. Nhưng bây giờ đã bệnh hoang tàn như mọi người đã thấy ấy. Nên là rồng ở đây là không còn nữa. Cái đường hầm đi xuống cái đường đi xuống cái hang dưới hoàn lòng đất đã hoàn toàn bị khóa, hoàn toàn không thể nào đi được. Thế thì bây giờ làm nào? What the fuck đấy. Thế là cái bây giờ là rồng ở đây là không ấy nữa. À, dù không thì chúng ta phải kiểm tra xem. Nghe cái hang này nó bị siêu rồi này. Như trông trông như một cái gương. Đây là rất nhiều tiền. Hình như là mình không đi được rồi. Cái đoạn này là chúng ta phải vòng lại quay lại. Anyway, Iron này. Mình sẽ đi mình cải thiện hết cái vũ khí cho mấy nhân vật cũ ấy, nào đặc biệt là thân nhân vật chính ấy. Xem mà bên này nó có cái gì không. Có cái dương thì mình lút thôi. Tiếp toàn là iron. Tất nhiên là nó sẽ tính là iron platinum sau cái gì bạch kim ấy nhá. Hay nó và iron vàng này, sau bạch kim sau mấy cái vụ sau nó gọi là mấy cái rainbow ấy. Là mấy cái vũ khí top ấy. Hàng khủng ấy. Có vẻ như là mình phải quay lại thật hoặc là mình phải quay ra cái thế giới bên kia ấy. Nhưng bây giờ chúng ta đã biết được là để mình quay anh kia vậy. Thì chúng ta viết về cái thế giới bên kia. Từ giờ trước đây mình sẽ qua cái chỗ Termina này mình này. Termina đấu ở cái chỗ này. Mình ra cái shop của ông kia. What's up? Cái ông này cho mình cái gì nhỉ? Mình bị thử cái gì chút sâu. Như cái này là nó để hồi hồi sinh nữa. Và cái gì? Mình không hiểu là cái đấy lắm nhưng mà thôi. Smithy. Chúng ta sẽ fork cái Copper Swallow. À nó cái mình đang gọi đâu? Iron Swallow này. Đắt thế nhỉ? Sẽ có cái con dao con này.
Thế thì mình lấy một cái kiếm nữa. Iron Sword à? Iron Pick. Và chúng ta sẽ có Iron Vest. Cái Vest với cả mail này hình như là cái mail này xịn hơn. Cần một copper iron nữa. Cái này chỉ cần fur nên là cái mail này là nó tốn hơn. Nên mình thử make 3 cái mail rồi. Ok, rainbow. Bà này bà phải nhắc cho mình hàng tỷ lần bà mới chịu. Cho những ai chưa biết nhỉ? Yeah, nó sẽ iron mail này. Nó khác với cái copper của mình đang có 24. Nên lên hai mấy? 27 rồi. 36 á. Cái trước là 33, bây giờ 36. Yes, bitch. Con này 25 này. Ui, lên từ 20-25 này vậy lên. Copper mail, iron mail. Ông này có sẵn rồi này. Ngồi vãi lên. Để mình xem cái nào xịn hơn. Weapon ammo này. Nên là một khi đã đeo cái này rồi thì đeo cái vest này là nó yếu hơn. Nên là cái mail này là xịn hơn. Thì mình nên mua thêm một cái số khác. Accessory nữa, đâu quên mất. Ivory Iron Helmet này. Bây giờ mình đang thiếu Iron rồi này. School Fang kiểu. Nên là để có mấy cái này chắc là chúng ta nên đánh thêm quân quái thì nó rất là. Nên là bây giờ chúng ta sẽ lên Iron Head. Và còn Silver Loop có vẻ như một cái số cái mình không cần lắm á. Cũng như là nếu mà đeo được cái Iron Helmet này lên rất là kinh. Còn này là Copper Helmet này. Có khi mình nên mua hơi nhiều cái mà iron mail quá thôi bộ được rồi, sau nó nhặt đầy mà đánh mấy quái bây giờ nó nhặt toàn nhặt iron đấy rồi. Mình sẽ đánh ông bác sĩ một tí rồi. Chúng ta sẽ chạy thẳng ở đây, chúng ta để tê lê ra cái thế giới bên kia ấy. Hoặc là gọi là home war ấy. Opasapit. Ồ, đây đúng rồi. Đây là cái điểm giao cắt giữa hai thế giới ấy. Cái điểm bắt đầu. Đây là cái điểm giao cắt. What do we do now, Seeker? Well. Chúng ta có cái điểm giao cắt này. Một cái wormhole giao cắt giữa hai thế giới ấy. À, cái thế giới nó của cậu này. Đây chúng ta dễ dùng này. Astral Amulet. Giống như cái ending kia thì chúng ta biết cái từ rất là sớm ấy. Nhưng mà ở đâu nhỉ, không phải ending mà cái option kia. Cái option này bây giờ nó bắt đầu là nó bảo chúng ta là đi qua cái thế giới này. Tôi nhìn thấy vẫn thế. What's up, bitch? Như vậy thì sao? Nhưng mà mình phải đi, mình hỏi xem là làm sao để đi ra được cái con dòng nước ở cái thế giới này. Nên là cái sao check này nó thay đổi này rất là hấp dẫn. Là ngay cả chỉ cái map thôi mà nó có rất là nhiều cái sao chép khác nhau. Đúng ra mấy cái dưa này mình phải lấy mẹ từ đầu ấy. Bây giờ mấy cái dưa này lạc hậu con mẹ này. Mình tắt mấy cái run ở mẹ ngắt tờ này. Bôn này mẹ, bây giờ mấy cái này.
Cái chỗ đây nó sẽ có cái nó ghi là gì nhỉ? Ở kia là cái ngôi mộ thằng Seger này, nhưng mà cái chỗ này nó gì là tưởng nhớ của Seger Elena mãi mãi ở Vạn Linh. Tâm này là anh bị khóa vào con kia rồi, toang rồi. Toang hoàn toàn. Mình nghĩ là mình phải quay về cái làng để mình hỏi xem ấy. Bên làm ra nào mình ra biển được nhỉ? Về phải mượn tàu thôi mà. Cậu muốn đến đảo rồng đúng không ạ? À? Có thể cậu nên hỏi cái ông già ở chợ Pai à? Ok, mình hỏi ông già đó. Mình chẳng biết ông già là hỏi theo thằng cha ngư dân này. Dragon King, tôi không cần. Mình nghĩ là mình nên ra ngoài cái chỗ chỗ ấy ấy. Hay là hỏi cái thằng tranh ngư dân nhỉ? Bây giờ B mình chỉ cần hỏi được tàu ấy. Đây này này, cái thằng cha này. À đây đây, lại đây có thuyền này này. What's up lady? Cậu đang ở đâu vậy? Cậu tớ lo lắng á. Cậu đi biến mất ở ngoài biển này. Có phải là một trò đùa của đúng không? Ồ, sách cơ. Một ngày tuyệt vời. Cậu đã đi đâu vậy? Cậu muốn đến đảo rồng nước có đúng không? Nó cũng không xa lắm á. Nếu mà cậu sẵn sàng trả tầm 100 ghi. Yes, bitch. Yes, please. Wait, shall we get going? Mẹ cái thuyền này mà chở là 4 người. Đây, chúng ta sẽ mượn thuyền của ông vì cái thế giới kia là cái rồng kia là nó không vào được ấy, mà là cái điều kiện tự nhiên nó thay đổi, như kiểu cái thế giới kia nó khốc liệt hơn đấy, nó phải như này này, nhiều nước này. Nên là từ bây giờ là chúng ta sẽ du hành hay là gọi là phiêu lưu giữa hai cái thế giới ấy, để giải những cái puzzle khác nhau giữa thế giới này với thế giới kia ấy. Đây là cái yếu tố mà mình thích nhất từ cái trò hồi xưa ấy. Là một cái gì nó thực sự rất là kỳ diệu ấy. Giống như cái trò Trigger như hồi xưa ấy. Đi về quá khứ, hiện tại ấy, nhưng mà nó có nhiều option hơn ấy. Cái này nó sẽ có hai option ấy. À, cái vẻ đẹp này chưa bao giờ làm tôi phải thất vọng. Nhưng có một cái gì đó lạ. À, tôi không nhìn thấy bất kỳ một con tiên nào nó đang nhảy trên cái hồ này. À, tiên này bị túm hết. Pardon me. Ông này sẽ đi xung quanh ông câu cá. Nhưng nhìn nó khác hoàn toàn mấy kia nhỉ. Mình nhảy lên mấy cái chỗ này. Mình chả biết là phải đánh boss gì không. Nó sẽ đưa cho mình qua mấy cái chỗ này. Nhìn nó chẳng đi. Chẳng đi được. Nên mình sẽ cho nhanh. Nhảy vào đây đi. Đây lại chuyển vào đây thôi. Còn đi được không? Đây. Nhảy đây, đây đúng rồi. Đây này này. Aqua bộ. Oh yes, bitch. Này. Nó nhảy vào cái giữa này. Cái này sẽ nhảy bên này rồi. Mình đang muốn ăn một số cái đồ ấy. Cái này có cái dương này. Có cái tua nhân này tiện với Eye Blast, oh yes. Có nhiều cái nước. Cái giờ là bây giờ lại không có đánh cái nhân vật nào mình đánh phép. Băng ấy. Mình sẽ tạm thời cho ông này cầm ấy. Có vẻ như ông này đánh phép khỏe này. Bỏ mẹ cái magma bomb này. Bắt cầm cho mấy cái phép xịn xịn này. Mà cái này nó hơi thấp rồi, rành thấp. Nó là ở cái tầm này thôi.
Mình nghĩ là mình nên bỏ mẹ cái này. Mà này ít trưởng quá. Cái thằng này nó cầm như vậy. Fill in the blank. Photo beam này. Meteor show aqua bow. Thì bỏ mẹ này đi. Mình có cái chiêu nước khác khỏe hơn. Eye blast này. Level 4 này. Cái trên này là gì? Bắt ai à? Bắt mẹ đi. Gắn thêm cái photo beam vào đây. Thứ ra mình nên bỏ cái shower vào cái chỗ này mới đúng. Đổi chỗ rồi nhỉ? Meta shower. Meta photo beam. Nhìn thấy nó có rất là nhiều cái chiêu đánh ánh sáng. Nên là chỗ này nó sẽ có con tiên thôi. Tiên là bị mọi người lùn nó tẩn chết hết rồi. Ủa vãi. Mọi người lùn đến láo ấy nhỉ. Come here bitch. Tiên này bị ăn hành hết. Mẹ cho mày chết chó. Treasure. Tan phá. Đây có vũ khí mới là và quật phải chết. Không chết đấy. Material shower. Ui, mẹ cái animation gì mượt thế? 60 FPS này. Đúng là bây giờ game mà đòi được 60 FPS khổ nhỉ. À? Đúng là phải điều hiển nhiên nhưng mà. Ui, sắp chết rồi. Ồ, trường anh có mạnh. Five pillar. Five bone. Còn này bây giờ phép lửa nhiều đấy. Hay 7 đấy, ồ phải. Bác sĩ chưa làm gì. Hành đập chết này. They kill everyone. Mày đi hết bọn này. Mẹ bây giờ chơi mà có cái đoạn nào mà được 60fps nhìn sướng khóc. Mình không biết là cái bản này vì sao nó có nhiều cái part để nó được 60fps nhưng mà tạm thời là chúng ta không có 60fps nên hơi buồn. Chỉ 30 còn trả được. Quá buồn. Ui, này nó gõ đau thế. Đây được 60 này. Nó còn mấy animation phép này được 60 mượt vãi lệnh luôn. Mình vẫn không thể tin được là cái hãng này nó không vượt qua cái trò này khi mà chơi bình thường nó không được 60 vậy. Đúng ra cái đấy là phải tiêu chuẩn hiển nhiên ấy. Bây giờ nếu mà bắt đầu mà phải đợi phát thì quá tệ. Lại có cái recover O này. Bây giờ mấy cái này nhiều vãi lệnh. Nên là cảm thấy càng về sau game càng dễ. Có nhiều cái trưởng khỏe hơn ấy. Phang thiên thạch. Cho ông bác sĩ ông đánh. Thằng này sắp chết mẹ này. Thằng này bọn 150 máu rồi. Ui. Thằng này lại chơi ném dao à?
Nhìn dao này nó quăng quăng ấy. Electro rồi. Con nạ. Dễ hết bọn mày. Phan này này. Thoa. 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 Thành nhân vật chính nên nó khỏe thật đấy. Cái chỉ số nó cao. Mới là cái hi-fi này của mình ném vũ khí là cao lên bầu trời. Hình như cái này là AOE ra. Được cái là ông này là đánh cái White Element ấy. Ví dụ là có con chùm nào mà là vợ Black mình quay mình gọi ông bác sĩ ra tẩn ngày hiệu quả hơn. Nhìn nó quay như con điên. How dare you. Con lùn này láo phết nhà mẹ mày. Lần trước là mình tưởng mình tha nó ở cái chỗ kia. Dead End Slot. Mình nghĩ là cái này phải trăm mấy đam đấy. 100 đam. 104. Nên là cái đánh cái khả năng vật đánh vật lý thằng này càng cao thì cái chiêu đấy càng mạnh. Tức là về sau mấy cái chiêu cái vật lý thằng này nó sẽ outscale mấy cái chiêu đánh phép hàng ngày ra. Mình nhớ nhiều. Tình yêu đi Asumi tại sao? Why? Làm sao mình ăn được cái dương nhỉ? Mình vào trong rồi. Mấy em tiên ở phần này còn tệ hơn cả phần trước. Mẹ mày nó giết hết rồi. Mày chúng ta xem vào xem rồng rắn có bị làm sao không? Bọn này đông thế. I will not talk to any trespass beyond boy. Bọn này nó muốn đấu mình ấy. Này ta dọn một mớ mà kìa. Hi ho cho rớt mẹ mày cái mạnh phết đấy đùa đâu. Hình như bây giờ mình có giáp xịn hơn rồi. Cái lần trước mà mình đánh nhau ấy ở chỗ cái con Hydra kia là mình không có giáp ấy. Sao bây giờ mình có nhiều cái trưởng áo em chết. Chuẩn quá, anh đang cầm cái chiêu anh vả cho các chú. Khiếp đông người FP rớt như chó ấy. Có cái chiêu này hợp lý quá. Úi xời ơi. Toàn. Rồi mình nên cho ông bác sĩ nhỉ. Để mình xem cái được cái, là ông ấy có đánh được cái AOE không? Cái chiêu kia có phải AOE không? Ném trượt. 80% trượt. High five. Đâu cái này là single target. Ồ vãi lên. Push quá. Không có chiêu AOE này. Photo beam. Thôi bắn mấy thằng này. Úi dồi ngất. Mình nghĩ là các bọn này bây giờ chỉ cầm mấy cái dao chọc cho phải phát là chết. Cắt tiết. À, chúng ta sẽ cho bọn này một trưởng. Fire a pillar. Cho nên nó không có nhạc Victory nữa, cả là đang khẩn cấp ấy. Ui, bọn em tính lên là cấp á, không có quá nhỉ. Hit 7 này. Đọc cộng HP xoay trên em mất mình. Electro Joy. Ờ, sật sật tre. Rút lui. Phải chạy mẹ rồi.
chạy đâu. Đó, mình không nghĩ là mình cần đánh hết cái bọn này thôi, mình đánh thử được một con nữa. Chơi rồi. Mình đánh. Nên là có mỗi con kia là đánh với bắt để là bắt buộc nên nó cho mình lên level luôn. Còn mấy cái bọn này chắc mình nghĩ mình sẽ né. Mẹ phả thượng chết. Bây giờ thằng này nó lại lên cái sôi chen của nó rồi. Ôi sợ quá. Sợ quá. Ờ chết. Hình như ông bác sĩ này bây giờ là... Nên là cái con kit này nó mang được nhiều cái ấy phép. Bây giờ mình có thêm mấy cái hồi máu nữa mà. Mình tưởng mình cầm những hồi máu. Kệ mẹ. Trên này có gì không? À cái chỗ này ra hai bên này. Thế cái trên này là cái hang ở trên này. Mình tắt đi. Muốn đánh nhau với bọn này. Nặng cái dương Magic Ring of the Aspect. Mình nghĩ là có thể là thằng nhân vật chính sẽ cầm cái Magic Ring tạm thời. Silver Loop. Thì mình sẽ cầm cái Magic Ring. Magic Attack của nó là từ 16 lên 17. Chan Weapon Element to the last element attack receive low level element only. Hay là mình cầm cái Lesser Pendragon Shinsiki. Ông này cũng có cái Magic Ring này. Cầm thêm cái nữa. Bọn này bây giờ mình Magic 12, ta cái 17 vậy. Chứ đủ để thể hiện cái sự bá đạo của anh vậy. Tên mình và thằng nhân chính cực kỳ bá đạo luôn. Chỉ số rất là tởm luôn. Nó gần như là gấp đôi cái hội này luôn. Bây giờ mình phải đi xuống. Mình phải đường xuống. So long, beep. Mấy này chặn này chỗ nhớ. Nghĩ là mình sẽ cho thằng Glenn vào nhé. Bác sĩ này thằng nhau đánh vật lý ấy, tiện hơn. Nó có một số cái combo với thằng nhau chính ấy. Rõ ràng là thằng nhân vật chính thì chúng ta không thể đổi được rồi ấy. Nếu mà có nhân vật nào combo với nhân vật chính thì chúng ta welcome ấy. Mình sẽ thử đánh một số cái nhân vật mới ấy. Cho các bạn xem ấy, nhưng mà thưa mấy cái nhân vật nó chả khác nhau ngoại trừ việc có một số cái chỉ số kiểu ấy. Và có mấy cái special attack riêng của nhân vật ấy, nhưng mà ngoài mấy cái đấy ra thì không thực sự khác biệt quá nhiều lắm. Nên là nếu mà các bạn chơi nhân vật nào đấy là kiểu là lựa chọn riêng của mọi người ấy. Nó có rất là nhiều cái option, nhưng mà thực ra mình thì mình không chơi nhiều nhân vật lắm ấy. Loanh quanh mình chỉ chơi vài ba nhân vật thôi. Một là nghĩa là Sager và có Kid các kiểu ấy. Kho báu này của tao, tao không đưa cho mày đâu. Mày nộp cho ta đi, tao cho mày chết luôn. Không chết. Em photo beam này phải bao nhiêu? Cái này phải tầm trăm mấy rồi. Một trăm mười lăm. Không đợi lắm. Không được nhiều như mình mong đợi. Bởi vì cái đội mình luôn hay có cái con kit ấy, bởi vì quay quay nó có chiêu ăn trộm đấy, đồ ấy. Nên là đôi khi có chùm chúng ta ăn trộm đồ nó rất là mạnh ấy. Có một số cái đồ rất là mạnh.
một số cái giáp giết ấy, rất là bá ấy. Scale res. Có cái mẹ này. Đã nhảy như bọn điên. You surprise me. Đây là cái đường này vào cái chỗ con rồng này. Mẹ nó gọi cái con xe ra. Thôi bỏ mẹ ra. Mình không có cái điện nữa ra. Đây mình pha mấy con nhỏ nhỏ chứ, để cho đỡ phiền. Ủa? Chết mẹ mình. Mình sẽ tập trung hết vào mấy cái trưởng ánh sáng của mình thôi. Con này nó không có trợ ánh sáng nào. Con này là 2 red rồi này. Phòng thủ khỏe hơn. Ô đều nha. Nên là mình không biết là cái nó boost trong bao lâu này. Cái vấn đề là cái trò này nó không ghi là cái kiểu cái boost đấy là cái bắp đấy là nó tồn tại trong bao lâu ấy. Nên mình không biết là khoảng thời gian. Từ mình sẽ magnify mà. Tăng cái trưởng của nó là 1.5. Được cộng 50%. Nên là bây giờ mình phang nó là nó yếu hơn rất là nhiều luôn này. Element shot này. Ui rồi 100 luôn này bạn ơi. Nên là mình đánh bằng cái photo beam. Nên đam mê của mình bây phải 150-200. Ít nhất là phải thế nhỉ. 180 ấy. Như mong đợi. Không biết là con này nó hồi được cái gì. Sở chiên gen. Như con này nó là cái innate của nó là vàng. Pillar, à đâu, có móc túi này luôn, xài mẹ luôn. Chẳng thấy con này. Em có đồ gì hơn. School, ui dồi, vại đà, chả gì. Bây giờ nó bắn ngay con kit nữa là mình chết ấy. Ở trên nó bắn cả lũ luôn này. Ui, yếu thế. Tôi tưởng như nào. Hình súng máy ấy rồi. Chính ra cái này rất là mượt luôn. Nhưng mà chơi không, cái bản này quá tệ. Để cái animation nó FP nó phò phạch. Tao hồi lại Q plus này. Bác sĩ đi hồi máu đấy. Chuẩn vẹ luôn. 95. Nên là mình không biết là mình còn bắp hay không. Cái vấn đề là như vậy, mình chả biết đây. Nên ra cứ bắn mấy cái ấy đi. Photo beam rồi. Mẹ có ra nhân vật chính đây thì sợ gì, đam to vãi lệch luôn. Đam to hơn chủ. Đấy mẹ 158 này. Yếu chó rồi đó. Element shot. Nên nó sẽ bắn là shadow này. Mẹ nó có thích bắn cái con kit cái thế mà đều. Ui chết luôn này vãi lên. Bro. Bây giờ mình phải hồi máu rồi. Rồi này. Mẹ cha đấy chứ. Phòng thủ đi. Nhưng mình đánh được revive thôi. Mình phải được revive. Phải đi mua thêm cái revive nữa. Mẹ không ổn rồi đấy. Em này em đánh cái ấy đi. Recover O đi. Em hồi tí rồi á. Mẹ đúng là bác sĩ đó. Ông phải cầm cái Recover O để đỡ này. Anh cái photo beam này. Còn là hai file này.
Nên là bây giờ là mình thì có ba cái phép trắng nữa. Là bắn cái gì này? Bắn vật lý này. Cái con này nó có cái súng tiệt là khó chịu phết nhỉ. Ô đùa đâu. Không đùa được. Mình không có cái gì đó. Mình chỉ có meteorite thôi. Bây giờ là cái phép trắng của mình sẽ mạnh hơn nhỉ. 132 không tệ lắm. Nhưng con này chết luôn rồi. Nên là để đạt được cái Fear Effect là khi mà chúng ta có 3 lượt là chúng ta đánh liên đánh một phát 3 trở ánh sáng luôn đấy. Thì nó sẽ được cái Fear Effect này. Thì nó lại lên cái kháng vật lý của nó này. Magic lại lên. Chết chưa? Such the gem. Liệu các người đã định thôn tính cái vùng đất này nữa như vậy sao? Liệu không có cái vùng đất này trên cái hành tinh này mà chúng ta có thể sống yên bình với nữ thần số phận à? Tại sao mọi người lại tàn nhẫn như vậy? Nó chết mẹ mày. Lột. Còn tiền này, tiền này chết rồi. Tiền này ngủ này. Rosetta này. Những con tiền khác chết rồi. I do not feel the present. Nên là cái con Rosetta này là con bay bay ở bên thị trấn bên kia ấy. Chúng ta sẽ bay vào trước. Chào với anh rồng. Welcome, son of man. Bây giờ hãy đến đây với ta. Nên chúng ta sẽ có dùng nước kiểu như con ếch ấy. What the dragon? Thou need not explain. Các người không cần phải giải thích. Ta đã các người là cái lý do các người đến đây để làm gì rồi. You will but triple for sleeping one rare infant land for age. It told me for the... Thế là cái vùng đất lửa là cái đỉnh núi Pai à? Thế là mình sẽ có sức mạnh của anh rồng. Hãy nhìn, hãy lấy cái nhận là cái ID Son of Man. Cái hơi thở của ta sẽ làm đông cứng cái nhâm thạch này. Hơi thở của anh ếch, ếch rồng. Chúng ta sẽ có hơi thở băng. Take my subordinate as well as you be using my back. Hãy mang đồ đệ của ta nữa. Nó sẽ giúp ích trong việc chống lại cái hơi thở rồng ở đỉnh Pai. Nên là Happy Beaston with the Fox Prince. Hoàng tử ếch. Như đây là cái chiêu gì thôi. À, cái hoàng tử ếch này là một trong những cái tech cái combo ra. Kiểu có một số tech để đánh duo ấy. Cái bọn này bây giờ nó an toàn rồi. Bởi vì bọn loài người các ngươi, làng của ta và những người bạn của ta đã bị giết hại. Ơ, mình liên quan chó thế. Thế sao vậy, đổ tội. Thế bọn người lùn cái bọn làm gì mày? Các bọn ấy bị ngáo á. Thế nó đuổi mình đi này. À, có nghĩa là mình đuổi cái bọn người lùn ra khỏi cái vùng đất của nó á. Thế bọn này nó tìm đất ạ. Này nó cư trú ấy. Xin hãy rời làng càng sớm càng tốt. No.
What a bag. Anh mèo rừng. Chúng tôi đang ở đâu? Nhưng mà hồi xưa mình nhớ là mình có mấy đoạn có mấy anh mèo rừng để nhìn sợ vãi lành luôn. Hiện tớ có làm cậu tỉnh giấc không? Tớ đã có ác mộng, có vẻ như là khi thấy được cái nước mắt của những con tiên khi mất những người bạn của mình à. Tớ lại nhớ lại cái kỷ niệm trong quá khứ. Tớ là một cái trẻ mồ côi này. Tớ đã bị bỏ rơi khi tớ còn là đứa trẻ này. Em là someone who took. Em đã có một ai đó nhận nuôi tớ và nuôi dạy tớ. Giống như kiểu là em gái của mình vậy. Tớ còn sống đến thời điểm bây giờ. Cảm phải cảm ơn cô ấy á. Nên là ở cái phần này là nó có cái soundtrack rất là hay luôn. Đến tận bây giờ là đây là bây giờ là những vẫn là những cái soundtrack hay nhất mình thường được nghe trong game. Đây vừa là, nên là cái trò này thì cái soundtrack nó như là lên một cái level như kiểu thần thánh ấy. Nên là được nhiều người kiểu ca tụng đến tận bây giờ. Nên ở trong cái khu đấy có rất là nhiều cái đứa trẻ giống như tớ á. Ở cái nơi của chị ấy á. Chị ấy lúc nào cũng muốn làm nhiều thứ lạ. Và chị ấy he didn't have money. Là bọn tớ không có nhiều tiền nhưng mà luôn luôn có nhiều hạnh phúc à. À bạn thì cho đến khi mà tên mèo rừng khốn kiếp đã xuất hiện. Hắn ấy xuất hiện và làm phá vỡ tất cả những hạnh phúc của mọi người này. Nên hắn ta đã cướp ngôi nhà chúng tớ đốt nó và bắt bắt cóc chị của tớ. Chị đã không bao quay trở lại. Chị bây giờ thành là mồi trong vụ mèo rừng. Kể từ khi đấy tớ đi lang thang khắp thế giới và trải nghiệm nhiều cái nỗi đau để có thể quên đi được cái việc đấy á. Mà không ai đã ở đấy để giúp tớ, tớ luôn luôn một mình này. Nên là cái ý tưởng mà có người bảo hộ, ở đó có thiên thần bảo hộ, dõi theo chúng ta trên thiên đàng là một điều vớ vẩn thật. Ở cái thế giới mà kẻ yếu luôn 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 bị bắt nạt về kẻ mạnh à? Anything ở hết thì những cái người mà việc đều là những người yếu đuối và không biết gì à, thì sẽ kết thúc là bị bọn khác bắt nạt à. One who kill. Nên là cuối cùng là cái người mà giết à? Cái người mà bắt nạt hay là đàn áp những người khác thì sẽ là cái người sống sót à? Và đấy là cái điều luật duy nhất trên thế giới à? Chuẩn mẹ luôn. I buy by the rule and do what I got to do, describe the rot to the hand of God. Nhưng mà về cơ bản là coi vẫn đi báo đuổi thì bắt thằng kia. Nên đây là có cái hành tinh nhỏ với mặt trăng. Nên là ở cái thế giới Chrono Trigger nó không là nó miêu tả cái này làm nhưng mà trên thế là nó có đi dần xuống. Nên là cái nhân vật và mà nó nuôi con này là hình như là cái nhân vật là Luca ở trong cái trò Chrono Trigger nhưng mà trong game hình như nó chưa nó chẳng bảo nó nói ấy.
nó giống kiểu như kiểu là nó đề cập đến nhưng mà nó không bao giờ nó nói thẳng ra là như là gì ấy. Kiểu kiểu đấy. Nhưng trên trên tờ lại trong cái đoạn phim này nó cũng có rồi ấy, có tên là Luca ấy. Và cái sự liên kết giữa hai cái thế giới, giữa cái bản 1 và bản 2 là cái bản Trigger với bản này là nó không thực sự là nó rõ ràng lắm ấy, nhưng mà rõ ràng là nó có liên kết ấy. Nhưng bên mình không phải được. Vậy nó đuổi mình ra. Bọn này nó mẹ mày ơn nghĩa như như chít ấy. Nhưng mà ít ra là mình vẫn cứu bọn này chứ. Mình có làm gì ở đâu. Mẹ mày. Tôi có chấn đi đâu. Tôi chấn lên bọn người lùn mà. Các bọn người lùn nó tự đến nó tấn công chỗ này liên quan chó đấy mình. Ơ, thuyền thì bay bay mẹ rồi. Đây này, tớ ông ấy đi. Tớ này bỏ rơi bọn này. Since you make it back, I guess you have need to do by a little gloomy. Thế là chúng ta quay lại cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Let's head back to the village. Cũng chẳng có option gì. Nên là ở cái thế giới cái home world này là chúng ta vẫn kiểu hơi bị limit trong việc khám phá. Nói chung là chúng ta mới chỉ khám phá được những cái gì mà chúng ta cần thôi. Bây giờ chúng ta phải quay trở lại về cái Another World, bởi vì cái phần đó là cái vấn đề là ở cái thế giới đấy mà nó có con mèo rừng này, sau các kiểu ấy, nên rõ ràng ở cái thế giới này nó cũng chẳng có gì. Thế là mình sẽ đi ra cái chỗ quay lại cái kia gì. Nên là DB chúng ta đi qua cái chỗ bãi biển này này liên tục đấy, đi qua đi lại. Ok mình sẽ đấy đi. Mình muốn đổi lại cái thằng Glenn kia. Cái này nó không xem được cái thách nhỉ mẹ, thế mới choáng. Là lúc nãy cái thằng này nó cho mình cái thách là Fort Prince ấy, nhưng mà mình không biết là cái combo của nó là cái gì ấy. Nên là tương đối dở là ở phần này là nó không có cái phần tech. Nhưng cái phần kia nó có cái phần tech, nó ghi ném hết trong cái mục element, nhưng mà cái trong trong cái element này mình không mình thấy được cái gì ở đâu. Hay là cái Frog Pin này là một cái summoning nhỉ? Nên là Frog Pin này này. Only if innate color blue à? Nó chỉ đánh được ở cái nhân vật nào mà có cái innate là blue rồi. Mà đúng là có khi mình nên mang một cái nhân vật là innate blue để đánh đoạn kia nhỉ? Bởi vì khả năng chúng ta sẽ đi lên cái chỗ núi lửa mà. Nên có thể là mình sẽ gọi con gì nhỉ? Con cái con mà cầm cái muôi ấy. Để nó đi đi cùng mình, cái con này nó đánh nước mà. Nên là cái nhạc kiểu ở Now the War này là nó không phải là tiếng thân thiện mà nó kiểu nó da diết hơn ấy. Nhiều nghe có vẻ như là có nhiều drama hơn ấy. Nên chắc là mình sẽ ngồi cái Termina này mình gáy một tí. Có thể là mình sẽ đổi cái vô là được cái muôi con kia này. Để gọi cái em kia kia một tí. Nên là mình sẽ có kit đấy à, cái con kia. Còn cái thằng Clan mình chưa bỏ vào gọi sao. Để mình lấy cái vũ khí của cái em cái muôi con kia. Nên là có một số cái nhân vật dùng cái muôi. Bạn lại dùng cái muôi. Chúng ta có laser phi 26 ấy. Còn cái gì đấy nhỉ? Ammo thì có rồi. Để sử dụng lại. Thôi chưa, chúng ta sẽ phải lột đồ của ông bác sĩ này. Tạm thời là chúng ta chưa cần cái ông bác sĩ lắm ấy, nhưng mà chúng ta sẽ cần một cái nhân vật đánh cái chiếc bự cái là Innate Blue ấy. Nhưng mà đúng là cái này nó có lột đồ ấy mà. Copper drink này, magical drink này.
cái này nó không đổi được team khi mà chúng ta đến trụ nhớ này, hơi bị phiền đấy. Nên là chúng ta sẽ có team là đánh red với cả blue, bởi vì cái con này ăn trộm được nên là mình bao giờ mình cũng ưu tiên trong nhóm ấy. Còn damage thì tất nhiên là không bằng ai cả. Mình sẽ cho cái con bồ ở trong làng mình ra cái chỗ nhớ ấy. Nên là ở cái phần này nó làm lại là chuyển cái ấy, nó cũng không mất thời gian lắm ấy. Con này bây giờ magic 14 rồi này. Con này mà magic to phết ấy. Bây giờ đúng là con này chả có gì ngoài magic. Magic mà không to thì tạo quỷ. Con này magic 14 luôn ấy, gần bằng tầng nhân vật chính ấy. Nên là cũng rất là tởm. Nên là cầm team gái này cũng không bao giờ sai à. Chúng ta sẽ có cái chày cho em 25 này, 20 đến 25 luôn này. Iron Mail Scarlet Red, Scarlet Red. Nếu mà có cái này thì không phải mặc cái Iron Mail ấy. Không có gì. Iron Helmet, Ivory Helmet, Silver Loop, Magic Ring. Con này mình nghĩ là mình sẽ đâm hết cái Magic Ring con này. Con này nó Magic của nó bao nhiêu này? Magic Ring con này là lên 15 này, thêm một cái lên 16 này. Copper Helmet là mẹ này. Là mình nghĩ tương đối là ổn này. Thì em này cầm mấy cái xịt sỏi rồi. Nên là cái trò em nó đối xử con này cũng ngon phết mẹ, toàn được cầm toàn đồ ngon. Bushwater Gravity Blow, Islancer Meteorite, Copper Aqua Bow này. Electrozoid. Thế mình nên bỏ cái phép của mình, phép mình. Hai blast bỏ mẹ đi. Cầm mấy cái chiêu gì mà nó xịn xịn của anh. Photo beam nhỉ? Cầm thêm mấy cái photo beam. Bây giờ bọn này nó nhiều slot quá mẹ, không có cái gì mà gắn vào. Hai blast, Electro. Graviton, Aqua Bow, Q Blood. Bỏ mẹ cái này. Cái Fog Print này này, bỏ mẹ cái 5 Magnify này. Cái này vẫn trừ 2 này. Tầm này là cái tech này là 7 này mà. Con này nên cầm cái này nhỉ. Photo Beam. Bỏ mẹ cái Electro rồi, ta chả cần. Mình chỉ đánh trưởng nó khớp với thằng nhân vật chính là được ấy. Bây giờ mình sẽ đi ra cái chỗ rồng này. Ok, mình sẽ quay lại sau để mình chơi nha. Một lần nữa cảm ơn các bạn thành viên đã support nội dung của mình ấy. Em mình sẽ quay lại sớm luôn ấy, để mình chơi tiếp cái đoạn đi ra cái chỗ cái vùng núi lửa ấy. Chúng ta đi lên cái Fog Dragon ấy, pháo đài rồng ấy. Và từ đó chúng ta lại đi tiếp cái câu chuyện. Nhưng bây giờ chưa có nhiều cái khám phá, nhưng mà chúng ta sẽ đi tiếp đấy. Với em một lần nữa cảm ơn các bạn theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trên channel. Nên là nếu các bạn chưa support channel thì hy vọng các bạn thì trở thành thành viên để support cái nội dung của mình ấy. Thật ra mình tiếp tục chơi được những cái nội tựa game classic như Chrono Cross, Chrono Trigger. Ok, cảm ơn các bạn theo dõi và hẹn gặp lại các bạn một tập khác trên channel.